Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Airphone, mình là Hưng Khúc. Năm 2020 thì Samsung Galaxy A51 là một chiếc điện thoại Android bán chạy nhất với 20 triệu sản phẩm được bán ra. Đây là một con số quá lớn, quá khủng khiếp. Và để đạt một con số lớn như vậy thì mình nghĩ rằng sản phẩm tốt không thôi là chưa đủ. Mà bên cạnh đó thì nó còn phụ thuộc vào độ phủ của Samsung cũng như là tầm ảnh hưởng của Samsung ở phân khúc tầm trung là quá lớn ở hầu như là bất kỳ châu lục nào trên thế giới. Vậy nên thì để có thể đánh giá những sản phẩm như vậy thì mình sẽ không dựa vào những con số ở trong quá khứ như một số người từng nhận định, mà mình sẽ chỉ nhìn vào bản thân sản phẩm đó mà thôi. Và ở đây thì mình đang có một phiên bản kế nhiệm của chiếc Samsung Galaxy A51. Đây là phiên bản A52. Và ở đây thì mình đang có option 5G. Để xem là trải nghiệm của nó trong mấy ngày sử dụng nó sẽ ra sao nhá. Ok, về thiết kế thì A52 đi theo hướng đơn sắc trẻ trung. Samsung chọn những màu rất là nổi, ví dụ như là xanh, tím, đen và trắng. Các bạn có để ý là những mẫu smartphone bây giờ ngày càng trẻ hóa không? Bởi vì giới trẻ bây giờ khả năng tài chính cũng đã cao hơn xưa rất là nhiều rồi. Vậy nên thì cho dù một chiếc điện thoại có một giá lên đến là 9 triệu đồng, 10 triệu đồng thì phong cách thiết kế của nó cũng đã trẻ trung hơn xưa rất là nhiều, chứ không theo phong cách là sang trọng như là vào khoảng là 2 cho đến 3 năm trước nữa. Và rõ ràng Samsung là hãng hiểu điều đó nhất, và Samsung tạo ra rất là nhiều những sản phẩm có phong cách trẻ trung và hiện đại. Một xu hướng nữa trên smartphone năm nay đó chính là chất liệu được mết hóa. Galaxy A52 cũng được làm dưới dạng mết sần sần ở mặt lưng thay vì dạng bóng như là năm ngoái. Nó giúp hạn chế rất là nhiều mồ hôi và dấu vân tay, đồng thời thì nhìn mái trông cũng sang hơn rất là nhiều nữa. Còn phần viền ở bên cạnh thì được sơn phủ bóng. Phần sơn bóng này được phủ lên cả phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng ở cạnh phải. Phần khung camera được làm liền khối với cả phần mặt lưng, và các camera đều là màu đen nên là trông nó nổi bật hẳn lên so với cả tông màu xanh. Điểm này là điểm mà nhiều người đi mua hàng thích lắm này. Cứ nhiều camera nhìn đã đời là thích lắm rồi. Ấn tượng ban đầu là rất quan trọng ấy. Còn chất lượng của camera ra sao thì lát nữa thì mình sẽ chia sẻ với các anh em sau. Tiếp theo về màn hình thì A52 được trang bị một màn hình Super AMOLED Full HD cộng như là bao đời nay, kích thước 6.5 inch và camera selfie đục lỗ. Phần camera selfie này nó rất là nhỏ nên là ảnh hưởng tới trải nghiệm hiển thị là không nhiều. Nhưng mà nếu như anh em tắt màn hình đi thì anh em sẽ thấy rõ những cái chi tiết bên trong nó nổi lên, chứ nó không đen tuyền kiểu sang xịn mịn như là những dòng sản phẩm cao cấp. Còn với chất lượng hiển thị thì độ sáng cao nhất lên đến 800 nits, đủ để sử dụng ánh sáng mặt trời mà không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Bên cạnh đó thì màn hình của A52 5G nó cũng hỗ trợ HDR10+ và HLG để phát nội dung HDR trên YouTube hay là những nền tảng OTT như là Netflix hay là Apple TV+. Điều này là một trải nghiệm rất là đáng giá khi mà Google đã cho phép phát nội dung 4K trên YouTube của những thiết bị Android rồi. Dù màn hình của máy chưa đạt đến độ phân giải là 4K, tuy nhiên thì khi mà anh em xem video 4K HDR trên YouTube ấy, thì màu sắc của nó vẫn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và điểm nổi bật của màn hình này đó chính là nó có tần số quét 120Hz. Nó cao cấp hơn hẳn so với cả 90Hz của A52 thường và 60Hz của A51 năm ngoái. Tuy nhiên thì trải nghiệm thực tế của nó thì lại không được mượt như là trên thông số. Mình có trải nghiệm thì mình thấy rằng rất là hiếm khi nào mà FPS của những hoạt cảnh lên mức là 120fps. Nó dao động thường xuyên ở vào khoảng là 60 cho đến 100fps. Và chỉ cần có một tác động nhẹ nào đó bên ngoài chạy qua, ví dụ như là thông báo này hay là vuốt chạm nào đó này, thì FPS của nó cũng sẽ bị giảm xuống. Ban đầu trải nghiệm thì mình đã ngờ ngợ là 120Hz mà sao nó không mượt lắm nhỉ. Thì test thực tế kết quả cho ra đúng là như vậy. Mà anh em đừng hiểu nhầm nhá, nó vẫn rất là mượt, trải nghiệm của nó vẫn khác hẳn so với cả màn hình 60Hz thông thường. Chỉ là nó không được mượt bằng so với cả những cái màn hình 120Hz khác mà thôi. Đó. Mình nghĩ rằng một sản phẩm tầm trung thì tất nhiên là những trải nghiệm flagship của nó thì cũng không được flagship mà chỉ ở mức tầm trung mà thôi. Về vấn đề này thì mình nghĩ rằng một phần đến từ One UI 3.1 nó khá là nặng. Nó rất là tiện nghi, nó rất là nhiều tính năng nhá. Nhưng mà cũng vì nó làm nhiều quá, vậy nên thì nó đã vô hình chung làm cho những con chip tầm trung như là Snap 750G hơi khó để có thể có được những trải nghiệm vuốt chạm xịn sò nhất. Về cơ bản dùng thì rất là ok, nó không phải là dạng lag đâu, nó ok đấy, dùng cơ bản hoàn toàn là thoải mái. Nhưng mà để nói mượt mà thì chưa, nó vẫn có một cái mức độ trễ cảm ứng mà mình có thể nhận ra trong quá trình trải nghiệm. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến cụm camera, nó rất nổi bật. Khi mà đưa máy lên để ngắm ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng hình ảnh nó khá là nhạt, tối và chi tiết cũng không được quá là tốt. Tuy nhiên là sau khi bấm chụp thì Samsung sẽ làm cho bức ảnh trở nên có hồn hơn rất là nhiều khi mà áp dụng thuật toán vào. Hình ảnh cho ra vẫn có xu hướng được đẩy độ bão hòa như là cách mà Samsung vẫn làm vài năm vừa qua. Ảnh chụp đêm cũng được lấy lại chi tiết hơn xíu. Màu sắc tự nhiên không hề giả trân. Camera góc rộng thì chụp ổn trong điều kiện ánh sáng vừa và đủ. Còn thiếu sáng thì nên bỏ qua, tự chụp và tự mình ngắm thôi anh em nhá. Nên là mình cũng sẽ không sâu ra ở đây đâu.
Về quay video thì anh em quay TikTok cơ bản hay là quay story cơ bản hoàn toàn ok. Mình không gặp bất kỳ một cái vấn đề gì trong quá trình mình trải nghiệm chiếc máy này. Thậm chí mình còn rất là thích khả năng chống rung của nó cơ. Còn để có thể quay vlog với tần suất cao thì mình nghĩ rằng không nên, bởi vì hình ảnh của nó hay bị nhảy sáng. Về bảo mật thì Galaxy A52 5G hỗ trợ hai phương pháp mở khóa, bao gồm là mở khóa bằng gương mặt và vân tay trong màn hình. Ở điều kiện đầy đủ sáng thì tính năng mở khóa bằng gương mặt cho phản hồi ở mức khá. Tuy nhiên thì vào điều kiện ánh sáng kém hơn thì nó lại gần như là toàn tạch thôi. Vậy nên thì các bạn có thể sử dụng cả hai. Ban ngày thì dùng mở khóa khuôn mặt, ban đêm thì dùng cảm biến vân tay đều được. Samsung cung cấp đầy đủ rất nhiều tính năng. Về pin thì nó có viên pin 4500 mAh, sử dụng được vào khoảng là 5 cho đến 6 giờ on screen, cùng hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 25W, và nó vẫn được tặng kèm cổ sạc trong hộp nhá. Tuy nhiên thì đó chỉ là cổ sạc 15W mà thôi. Do đó thì nếu như các bạn muốn được tốc độ sạc tối đa ấy, thì hãy lên website của Samsung để sắm một cổ sạc 25W nhá. Và cái cổng sạc nó thì hỗ trợ USB Power Delivery. Vậy nên thì các bạn có thể sử dụng những thiết bị khác, nhưng mà nó sẽ chỉ giới hạn ở 15W mà thôi. Nếu như bạn muốn cổ sạc 25W thì các bạn hãy mua thêm. Ok. Và đó chính là tất cả những điều của mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Samsung Galaxy A52 5G này. Tóm lại thì vì sao dòng Galaxy A của Samsung luôn bán chạy? Có phải rằng đây là một chiếc máy thực sự tốt hơn so với cả những đối thủ hay không? Mình nhận định rằng đây là một cái sản phẩm tốt. Nhưng mà xét trên thị trường ấy thì nó cũng chỉ đang ở mức tương đồng so với những đối thủ khác trên thị trường mà thôi. Và ở phân khúc tầm trung này thì các hãng cũng thường thường tạo ra những sản phẩm ở mức gọi là trung bình, ngang ngang nhau mà thôi. Ví dụ như ở chiếc Samsung này thì nó sẽ có một thiết kế ở mức ổn này, hơi hơi khác đi một chút. Và nó có một số những thứ đậm chất của Samsung, ví dụ như là One UI, ví dụ như là màn hình Super AMOLED màu sắc ngon này, ví dụ như là thương hiệu Samsung, những sản phẩm ở mức vừa đủ đó. Và theo đó thì các hãng đầu tư hơn vào những cái địa điểm bán lẻ, những đơn vị bán lẻ, những cái chuỗi siêu thị điện máy. Và các bạn hãy yên tâm là chỉ trong vài ngày nữa thôi, là bất kỳ một cái đơn vị bán lẻ nào hay là siêu thị điện máy nào cũng sẽ có ít nhất một chiếc Samsung Galaxy A của năm 2021. Và người dùng có thể dễ dàng mua được những sản phẩm như vậy. Và đó chính là lý do vì sao mà những sản phẩm như thế này nó bán rất là chạy. Và đó là cách mà những ông lớn, những cái thương hiệu lớn cạnh tranh. Ok, các bạn nghĩ sao về Galaxy A52 5G? Hãy cùng comment phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.